Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi đến quý khán giả những thông tin nóng và được cập nhật mới nhất trên kênh tin 24 giờ. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Tại sao Hezbollah vẫn chưa bắn tên lửa tiên tiến nhất vào Israel? Theo tờ Telegram của anh ngày 23 tháng 9, Hezbollah, một trong những lực lượng chiến đấu phi nhà nước mạnh nhất thế giới, đang sở hữu một kho vũ khí đồ sộ, bao gồm cả tên lửa dẫn đường có khả năng tấn công bất kỳ thành phố nào của Israel. Tuy nhiên, sau nhiều khiêu khích từ phía Israel, phản ứng của nhóm này vẫn tương đối hạn chế. Dù đã tuyên bố đáp trả các cuộc không kích vào các căn cứ của mình, Hezbollah vẫn chưa sử dụng các vũ khí tinh vi nhất của họ. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất, sự kiềm chế từ Iran, một trong những lý do quan trọng nhất là Iran, nhà bảo trợ lớn nhất của Hezbollah, đang kiềm chế nhóm này. Hezbollah được xem là nhóm thân Tehran trong khu vực và khả năng của họ, đặc biệt là những tên lửa như Fateh 110 với tầm bắn 300 km phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ Iran. Nếu Hezbollah bắn quá nhiều tên lửa, điều đó có thể làm suy yếu khả năng răn đe của Iran đối với Israel, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng về chương trình hạt nhân của Tehran. Có thể nói, Iran coi Hezbollah như một chính sách bảo hiểm trong trường hợp Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của mình. Do đó, Hezbollah phải hành động thận trọng, tránh làm tổn hại đến chiến lược tổng thể của Iran. Thứ hai, tình hình nội bộ, ngoài ảnh hưởng từ Iran, Hezbollah cũng phải tính đến dư luận trong nước. Liban hiện đang trải qua tình trạng chia rẽ sâu sắc và nhóm này không muốn đưa đất nước vào một cuộc xung đột mà không phải ai cũng ủng hộ. Kasem Kasser, nhà bình luận có mối quan hệ với Hezbollah, cho biết việc khởi động một cuộc chiến tranh có thể làm mất lòng một bộ phận dân chúng, từ đó gây tổn hại đến vị thế của nhóm ở trong nước. Thứ ba, tránh mắc bẫy của Israel. Hezbollah cũng lo ngại rằng thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể đang cố tình lôi kéo họ vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Theo chuyên gia Caser, Hezbollah hiểu rằng nếu họ tham gia vào một cuộc xung đột lớn, không chỉ là với Israel mà còn với các quốc gia phương Tây hậu thuẫn Israel, điều đó có thể dẫn đến thất bại. Điều này tạo nên áp lực lớn hơn lên Hezbollah, khiến họ phải tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động. Thứ tư, chiến lược quân sự dài hạn Mặc dù Hezbollah hiện nay được trang bị tốt hơn rất nhiều so với năm 2006, thời điểm họ chiến đấu với Israel trong một cuộc xung đột kéo dài 34 ngày, chiến lược của họ đã thay đổi. Thay vì triển khai toàn bộ hỏa lực ngay lập tức, Hezbollah có xu hướng lựa chọn cách tiếp cận chiến tranh cấp thấp kéo dài với mục tiêu làm suy yếu quyết tâm của Israel theo thời gian. Theo chuyên gia Kasser, điều này có thể tạo ra tổn thất cho Israel mà không dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Thứ năm, những yếu tố quân sự khác. Mặc dù Hezbollah sở hữu một kho vũ khí lớn gấp 10 lần so với trước đây, họ vẫn cẩn trọng trong việc sử dụng các tên lửa tiên tiến. Ngay cả khi các cuộc tấn công của Israel đã làm tổn hại đến nhiều chỉ huy cao cấp của Hezbollah, nhóm này vẫn chọn phản ứng không tấn công vào các khu dân cư của Israel mà thay vào đó là các mục tiêu quân sự. Họ cố gắng duy trì hình ảnh một lực lượng mạnh mẽ nhưng không gây ra thiệt hại lớn cho dân thường. Tóm lại, cho đến nay, Hezbollah vẫn chưa bắn tên lửa tiên tiến nhất vào Israel không chỉ vì sự kiềm chế từ Iran mà còn do những cân nhắc nội bộ và chiến lược quân sự dài hạn. Trong bối cảnh căng thẳng hiện tại, nhóm này dường như đang ưu tiên việc duy trì ổn định trong nước và tránh xa vào cái bẫy mà đối thủ răng ra nhằm bảo vệ vị thế của mình trong khu vực. Vào ngày 23 tháng 9 là một ngày chết chóc ở Liban khi lực lượng phòng vệ Israel tiến hành không kích diện rộng vào lãnh thổ nước này. Ít nhất 492 người thiệt mạng hơn 1.600 người bị thương, nhiều người ô ạt bỏ chạy đi lánh nạn. Trong bối cảnh diễn biến mới có nguy cơ đẩy toàn bộ khu vực Trung Đông vào một cuộc chiến tranh toàn diện, các cường quốc trên thế giới đã hối thúc Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban kiềm chế leo thang xung đột. Các gia đình từ miền Nam Liban chất đầy đồ đạc và người lên xe ô tô xe tải. Các xe lộ phía Bắc bị kẹt cứng khi hàng trăm gia đình phải sơ tán khẩn cấp sau khi Israel tập kích khoảng 1.300 địa điểm ở nước này bằng tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa hạng nặng mang đầu đạn 1.000 kg. Đây là cuộc không kích đẫm máu nhất của Israel nhằm vào Liban kể từ xung đột năm 2006. Chúng tôi không biết điều gì đang diễn ra, các cuộc không kích rất dữ dội và chúng tôi bỏ lại tất cả để lên xe để lánh ngạn. Không kích, máy bay chiến đấu, phá hủy, tất cả mọi người đều bỏ chạy, chúng tôi cũng phải chạy đi không biết khi nào mới có thể trở lại. Trước đó, quân đội Israel đã cảnh báo dân thường Liban tránh xa các địa điểm liên quan tới Hezbollah. Chúng tôi khuyến cáo dân thường từ các ngôi làng Liban nằm trong và cạnh các tòa nhà ở những khu vực được Hezbollah sử dụng cho mục đích quân sự, chẳng hạn như những nơi dùng để cất giữ vũ khí, ngay lập tức di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm cho họ trước tình hình này tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã bày tỏ lo ngại về khả năng liban trở thành một gaza thứ hai các quan chức khác của liên hợp quốc cũng cảnh báo khu vực trung đông đang bên miệng hố của thảm họa và không có giải pháp quân sự nào có thể đảm bảo an toàn cho cả hai bên dư luận thế giới đang kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn khẩn cấp nhằm tránh một cuộc chiến tranh toàn diện nhóm Hezbollah bắt đầu tăng cường tấn công miền Bắc Israel kể từ tháng 10 năm 2023 nhằm thể hiện ủng hộ với nhóm Hamas tại Gaza, khiến David liên tục đáp trả. Giao tranh khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là thành viên Hezbollah cùng hàng chục binh sĩ Israel và một số dân thường hai nước. Tuy nhiên, hai bên nhìn chung vẫn kiềm chế, tránh để nổ ra xung đột tổng lực. Tình hình leo thang khi giới lãnh đạo Israel chịu áp lực vì hàng chục nghìn cư dân đã sơ tán khỏi khu vực gần biên giới với Liban không thể trở về nhà do mối đe dọa từ Hezbollah. Đầu tuần trước, Israel tuyên bố mục tiêu chính của họ là giúp cho những cư dân miền Bắc này được về nhà an toàn. Trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang, nguy hiểm và có nguy cơ mở rộng trong khu vực, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban ngày 23 tháng 9 ra thông báo khẩn khuyên cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liban rơi khỏi quốc gia này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Theo đại sứ quán Việt Nam tại Ai cập kiêm nhiệm Liban, trong trường hợp bất khả kháng không thể rời đi, công dân cần nâng cao cảnh giác, theo dõi sát diễn biến truyền thông, hạn chế tối đa tụ tập nơi đông người và tuyệt đối không đến gần biên giới Liban, Israel, khu vực phía nam thủ đô Beirut và khu vực phía bắc gần biên giới với Syria. Hồi tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam có 11 công dân Việt Nam sinh sống và học tập tại Liban, chủ yếu ở Beirut và khu vực lân cận. Đại sứ quán đề nghị công dân cần tìm nơi tạm trú ở những vùng an toàn và có phương án dự trữ thực phẩm, thuốc men, đề phòng tình huống xấu. Cơ quan ngoại giao tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc với công dân để chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp, sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hữu quan trong trường hợp cần sơ tán hay bảo hộ công dân. Liên Hợp Quốc, châu Âu lo ngại trước cuộc tập kích của Israel vào Liban. Lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế lo ngại cuộc tấn công của Israel vào Liban làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện. Israel ngày 23 tháng 9 mở đợt tập kích nhắm vào hơn 1.300 mục tiêu của Hezbollah ở Liban, khiến ít nhất 492 người thiệt mạng, trong đó có trẻ nhỏ và phụ nữ, và hơn 1.600 người bị thương. Chưa rõ có bao nhiêu thành viên Hezbollah thương vong. Stephen Dujaric, Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông vô cùng quan ngại trước tình hình leo thang và con số thương vong dân thường ở Liban. Joseph Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, EU, lo ngại đụng độ giữa Israel và Hezbollah sẽ đẩy Trung Đông vào nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện. Chúng ta gần như đang chứng kiến cuộc xung đột toàn diện. Nhiều cuộc không kích hơn, nhiều thiệt hại hơn, nhiều nạn nhân hơn, ông Borrell nói. Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đang cố gắng xoa dịu tình hình. Nhóm của tôi liên tục liên lạc với các đối tác. Chúng tôi đang nỗ lực hạ nhiệt tình hình, giúp người dân có thể trở về nhà an toàn, ông nói khi hội đàm với Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan tại Nhà Trắng. Lầu Năm Góc thông báo đang triển khai bổ sung lượng nhỏ quân nhân đến Trung Đông khi căng thẳng khi vực này leo thang. Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng các cuộc tập kích của Israel vào Liban sẽ đẩy Trung Đông chìm sâu trong hỗn loạn, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp. Tất cả tổ chức có trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, nhất là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các cơ chế quốc tế, phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết ngay lập tức. Những nước ủng hộ Israel vô điều kiện đang giúp Thủ tướng Benjamin Netanyahu gây đổ máu vì lợi ích chính trị cá nhân, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố cho hay. Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn nhằm thảo luận về tình hình ở Liban. Ai Cập cũng đề nghị cơ quan này nhanh chóng can thiệp. Sau đòn tập kích quy mô vào miền Đông và Nam Li Bang hôm 23 tháng 9, Thủ tướng Netanyahu yêu cầu người dân Li Bang tránh xa nguy hiểm, đồng thời tuyên bố Israel không ngồi im chờ bị đe dọa mà sẽ phủ đầu trước. Hezbollah bắt đầu tăng cường tấn công miền Bắc Israel kể từ tháng 10 năm 2023 nhằm thể hiện ủng hộ với nhóm Hamas tại Gaza, khiến theo Avi liên tục đáp trả. Giao tranh khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là thành viên Hezbollah cùng hàng chục binh sĩ Israel và một số dân thường hai nước. Tuy nhiên, hai bên nhìn chung vẫn kiềm chế tránh để nổ ra xung đột tổng lực tình hình leo thang khi giới lãnh đạo israel chịu áp lực vì hàng chục nghìn cư dân đã sơ tán khỏi khu vực gần biên giới với liban không thể trở về nhà do mối đe dọa từ hezbollah chính phủ israel tuần trước khẳng định một trong những mục tiêu chính của họ là giúp cho những cư dân miền bắc được về nhà an toàn